Thưa bác sĩ, vậy trong cái vấn đề về cái môn võ Taekwondo mà bác sĩ đã gọi là theo đuổi mấy chục năm rồi phải không ạ? Vâng. Và cũng là trở thành một vị sư phụ. Thì bác sĩ nghĩ rằng có cái ưu và khuyết nào của Taekwondo mà bác sĩ gọi như là kinh nghiệm? Tôi thấy rằng tất cả các môn võ mà được đem vào Olympic như là boxing, cựu quyền Anh, judo, thái cực đạo và có thể bắt đầu nữa là karate, thì những cái môn võ đó tôi nghĩ là nó thuộc loại chánh phái. Tôi không dám nói là vô vi nam hay là Dạ hiểu. nó, nhưng mà những các môn võ khác thú thật nó không có được cái hệ thống trên dưới. Ví dụ như là một ông thầy đây ở vô vi nam, một ông thầy vô vi nam theo kiểu này, một ông thầy vô vi nam theo kiểu khác, Vâng. và hai ông không ông nào là chủ xếp ông nào cả, Không nhất quán và không không thống nhất thì cũng và nó khó không lắm. không nhất quán, Dạ. thành ra không có những cái bài học để cho mọi người đều phải theo đó và phát triển thêm. Ví dụ như thái cực đạo nó có cái hay là chúng tôi sẽ có những người mà cố vấn cho chúng tôi là hội thái cực đạo của Mỹ, và hội thái cực đạo của Mỹ lại tùy thuộc vào hội thái cực đạo ở ông tổ của chúng ở Đại Hàn, thì ở trên ông tổ có những cái một số các sư đại sư phụ đại khái là nghĩ ra năm nay cái môn võ mình phải thay đổi cái tấn đứng như thế nào, Hay quá. đánh theo kiểu nào tốt hơn, đánh theo kiểu hơn. Và khi chúng tôi mở võ đường, họ có hỏi chúng tôi những câu hỏi trong năm nay ông dạy học, ông có thấy cái gì cần thay đổi về môn võ thái cực đạo không? Hay quá. Vâng. Thành ra ví dụ như hồi xưa chúng tôi học thái cực đạo thì cái tấn nó đứng thấp lắm, cho nên bảo đứng thấp thấp nguy hiểm, người ta có thể đá vào mặt mình, và mình khi mình vùng dậy nó lâu hơn là khi anh đứng sẵn, Là đó là yếu điểm và chung đại qua thời khái gian, qua kinh nghiệm người ta thay đại, đổi. đại khái của vậy. Vâng. Rồi khi dạy học thì mình dạy học trò làm sao, người ta bảo anh nghĩ dạy làm trò thế nào thì nó mau tiến bộ hơn, và không nên làm cái đòn này, không đòn này phải thay đổi thế nào này, cho nên nó có tiến bộ. Cái thái cực đạo mà 20 năm về trước và thái cực đạo bây giờ nó khác nhau, Khác nhau. tức là nó có tiến bộ. Nó cũng giống như khoa học vậy, phải Vâng. có tiến bộ, tất cả đều là phải có khoa học. Khoa học và thay Vâng. đổi theo chiều. Và nó có một cái hệ thống. Ví dụ như bởi vì là anh có một cái bằng hai đẳng thái cực đạo, tức là anh đã phải có những cái Phải có qua một một chất cái lượng đàng hoàng, phải thời qua những gian kỳ là thi. anh Dạ. phải đá vỡ hai miếng ván, anh phải làm thế này thế kia. Đã có một cái tiêu chuẩn Vâng, để một mà tiêu định chuẩn. đạt Vâng. cho lên đài. Bây giờ còn mấy ông khác thì chúng tôi không dám nói, bởi vì không Vâng. có ai kiểm soát mấy ông. Ông có thể tự do mà cũng không cần phải có đai đen gì, chúng tôi phải có 3 tháng thì một lần, 3 tháng một lần phải có theo cái nhìn cái đai, phải biết là người đó là Là tới trình chỗ độ võ nào. học ở đâu Thế lớp còn nào. bây giờ có thể là môn mỗi võ Việt Nam có thể cái môn này thì đai đen là nhất, còn đai trắng mà có Vâng, môn khác là không môn thống nhất. vẫn không thống nhất, thành ra mình không biết được, và không cái bài học của các bài quyền họ bắt đầu khác nhau. Thường thường là có bài quyền lại giống rất giống những bài quyền ở bên bên Tàu. Vâng, thì nó khác, chúng tôi không dám nói, nhưng mà tôi nghĩ là tất cả các môn võ học đều tốt hết, nhưng mà có thể có những môn mà hợp với phụ nữ hơn thì tôi nói là thái cực đạo, mặc dù tôi là Tại phái nam. sao thái cực đạo lại hợp phụ nữ, vì Vì An Miên thấy đá quá trời. vâng đúng là vì thái cực đạo dựa vào cái chân nhiều, và cái người phụ nữ cái chân rất dẻo, khi mấy em tập chừng 6 tháng sau mấy em có thể đưa hai cái chân lên, cái chân thẳng lên trời, nghĩa là 180 độ. Hay còn con trai đó thì gần như là 10 em mới có mà làm em được, cũng chỉ không được 180 độ, cái chỉ 160 độ là cũng đủ dùng rồi, nhưng mà nó bù lại nó có cái sức khỏe hơn. Vâng, nhưng mà cái lực của cái chân đá ra chắc lại mấy người nam vẫn mạnh hơn người vâng nữ. vâng nhưng mà cái nó lại mấy em lại bù lại cái dẻo, Vâng. mà thì mấy em đá cái đòn xoay mấy em dẻo, mấy em đá nhanh hơn, cái nhanh hơn chính là cái lực. Thế là chúng tôi nhiều khi đi thi một em gái vào khoảng 17 18 tuổi đá vỡ được 4 miếng ván, và em thi lên 4 đẳng đá vỡ ván. Thì tôi hôm đó thì tôi bảo mình sắp sửa có diễn hành Tết, bây giờ khi ra diễn hành em ráng em đừng có quên nhá, để mà lúc đó là thi vào cuối năm thì Tết là một tháng sau,
ráng tập để đi ra diễn đàn em biểu diễn. Nó bảo thầy muốn em đá 5 miếng, em đá 5 miếng luôn. 5 miếng im nó dày thế này. Dày lắm. Em cũng đá vỡ vỡ, bởi vì em có cái tốc độ. Và em đó về sau này thì trở thành nha sĩ. Thì cái võ đường của chúng tôi, hay là nói chung là đại các không có đường, đều bảo mấy em học võ để cho có sức khỏe để học chữ. Thật sự ra bên này vấn đề thực tế, vâng, không ai mà có thể sống được bằng nghề dạy võ hết. Đúng vậy. Và không ai có thể sống bằng nghề dạy võ, bởi vì với học là học để cho nó khỏe thôi. Chính là nhờ học võ bắt mấy em phải tập trung tư tưởng. Mấy em biết tập trung tư tưởng thì mấy em mới học chữ được. Và khi đã tập trung tư tưởng thì sẽ thành công về nghề học. Võ đường chúng tôi hàng trăm em đại đen, hàng chục ông bác sĩ tốt nghiệp, dược sĩ, đại sĩ, đại giáo sư, từ có em học từ nhỏ tới lớn, xong là em học ở Hạc Va về toán, có tiến thì học có 6 năm em tiến sĩ toán, em về dạy ở UCI. Rồi tất cả các bác, nhiều bác sĩ ở quận Cà mình đều tốt nghiệp võ. Vâng, chuyện này phải nói rất là hợp lý, bởi vì khi mà học lên cao đó, nó đòi hỏi thể lực vô cùng, đòi hỏi cái sự tập trung, rồi đòi hỏi cái trí nhớ, rồi đòi hỏi những cái phản xạ và sức khỏe. Và như nãy chúng ta nghe bác sĩ nói thì chúng ta cũng thấy là giữa võ học và y học nó có một cái sợi dây liên kết vô cùng chặt chẽ. Mà đôi khi chúng ta cứ nghĩ là ở võ học là dân võ bền, bây giờ ai học võ làm gì? Nhưng thật ra giống như là học võ để mà chúng ta rèn thân thể. Và đồng thời Amin nghĩ chắc chắn là những người học võ đó, dù là giống như Amin đi, chỉ tập và những cái môn như tai chi, những cái đường quyền thôi, nhưng mà nó giúp cho cái cơ thể của mình, nó đầu óc của mình nó sảng khoái và có một sự vận động. Còn cái vấn đề mà Amin thắc mắc là như thế này, cái cách mà Amin nhìn thấy học trò trong võ đường của võ sư đó đá mấy cái miếng, đập chặt gạch rồi đá mấy cái miếng ván, vậy thì có cái kỹ thuật nào để mà đá chính xác mà bể hết tất cả như vậy không, là đá vào giữa hay đá vào góc nào? Nghĩa là ý anh Mi muốn hỏi coi là có một cái kỹ thuật, một cái technique nào đó không, cứ tập mãi thì nó ra như vậy. Mà cái đá rồi đá đúng cái đó thì nó vỡ. Nghĩa là phải đúng cái điểm đó chứ, đúng hay rồi. Là thì luôn luôn thì cái đá vào giữa. Vâng. Và nếu mà sau khi quen rồi, ví dụ như là mình một người cao cầm một cái ván đưa lên cao hết đó, thì tất cả các em đều có thể đá được vỡ miếng ván khi mà đã cao, nghĩa là cao hơn đầu người mình nhiều, tức là nhảy tung người lên. Riêng tôi thấy như đứa con gái chúng tôi, nó bảo bố bịt mắt vào lại còn đá cũng đúng. Hay quá. Và cái trần nhà này có thể trần 7 feet là đá vỡ. Như vậy là nó có hình thành những cái gọi là nó hoàn toàn là phản xạ. Phản xạ. Mà biết nó nhìn cái là nó có thể nhắm mắt lúc mà nó nhảy lên rồi. Mà đôi khi không cần phải nhìn nữa mà cần họ cảm nhận được. Bởi vì khi mình nhảy lên á thì đã quá trễ rồi. Bây giờ anh lúc giờ nhảy lên là mình không bảo miếng ván này chắc là phải thò cái chân ra thêm, phải co cái chân lại, không. Nhảy lên cái là đá. Lúc nhảy lên tức là mình cứ nhắm mắt là cũng đá chúng. Bởi vì sau hết hàng ngàn lần tập nữa. Như vậy này, cái này thì nhảy lên đá thì mình dùng cái sức lực vào cái gì đó thì tự nhiên nó lên tới đó thôi. Bác sĩ nghĩ gì về gần đây là có những cái phong trào người Á Châu của chúng ta coi như là bị phải nói là khá là bị hiếp đáp đó. Vâng. Rồi bị giống như là bị nhiều vấn đề xảy ra trong vấn đề kỳ thị của người Á Châu. Vâng. Và là nạn nhân của những người mà không có ý thức. Vâng. Thì cái vấn đề môn võ học chưa bao giờ hết là cần thiết để tự vệ. Vâng. Giống như taekwondo, coi như là cái lý thuyết của taekwondo, tức là mình tự bảo vệ mình chứ không phải là đi lấn áp người khác. Tôi xin vậy thì, vâng thì sự bảo vệ như vậy có khó hay không ạ? Tôi xin kể cái câu chuyện. Vâng. Trong số bà con của chúng tôi có hồi mới sang khoảng cách 80-90, có một em thuộc loại con cháu chúng tôi học rất giỏi, được nhận vào medical school. Những sau đó thì các em có class về uy nhiên, mấy em họp lại với nhau, thì sau khi họp lại thì cũng lúc giờ cảm thấy lớn, là người lớn rồi, 19-20 tuổi rồi, cũng bia rượu các cái, xong rồi chế nhạo cái anh chàng Việt Nam và bà con chúng tôi, thì nói thằng Việt Nam mày thấy nó học giỏi, mà nó cái ghen, sự ganh ghét trong đó, bèn xuống nhau lại đánh,
gục xuống đất rồi còn đá vào đầu cho đến chết. Cố tình. Đánh cho đến chết. Con gái chúng tôi đi học trường tư, nhưng mà trong cái trường tư đó cũng có những phần tử xấu. Nó ghen nó đánh. Vâng đúng rồi. Nhưng mà chẳng may là gặp cả hai chị em nó đều hai đẳng tay con đồ. Đầu tiên đánh, chúng nó đánh trả lại, nó đánh trả lại mà đánh thật. Vâng. Bọn kia xưng đầu xích chán. Nhưng mà vì nó là du đãng. Cho nên sau nó dùng gậy đập nó đánh. Thì đội này lúc đó nó có cái năn chắc cái nhị côn nhị khúc. Vâng. Nó dùng cái nhiều khách đánh tụi kia biêu đầu xích chán hết. Ví dụ cảnh sát bảo là phải cho nó đi chỗ khác chứ không có lần sau nó dùng súng nó bắn chết. Vâng đúng rồi. Thành ra đôi lúc mà tự mình bảo vệ mình cũng rất là khó khăn. Vâng. Thì đành ra chúng tôi buộc lòng học trung học mà phải cho các em đi xa. Vâng, đôi lúc là cái vấn đề mà chúng ta là một thiểu số, cộng đồng thiểu số, thành ra có những cái vấn đề nó rất là gọi là tế nhị trong vấn đề này. Nhưng mà ít nhất là cũng là tự vệ được. Lần đầu tiên mình tự vệ được, lần thứ hai mình tự vệ được. Nhưng mà cái trường hợp đó trường hợp rất là khó kiếm. Yeah. Nghĩa là khó xảy ra. Nhưng thật ra nếu mà mình học võ thì mình tự vệ được là có là điều chắc chắn. Nếu cái người đó, ngay cả người kia có võ mà mình không có võ, mình có võ. Nhưng mà nếu mà mình học võ mà nó cẩn thận và mình ráng tập luyện thì mình có thể tránh được tất cả. Người Việt Nam mình nên học bất cứ cái võ gì, tôi không. Bác sĩ nghĩ là có thể là mình luyện tập võ đó nhiều khi đánh không lại nhưng mình có thể có sức khỏe mình chạy cho lẹ. Vâng vâng. Thì cái là thế nào mình họ mình cũng người ta cũng bị bất ngờ. Vâng. Thế nào mình cũng mà mình có phản xạ là mình đánh xong mình bỏ chạy. Mặc dù người ta to lớn hơn mình. Hai nữa là các học sinh Việt Nam mình nhỏ con. Đi học hay bị bully, bị nó bắt nạt. Cho nên nếu mà nó biết mình có võ rồi thì nó và mình rất là hiên ngang. Không đứa nào tự nhiên mình có đai đen rồi mình tự nhiên mình hiên ngang lắm. Và tao mà đá một cái là mày chết. Hay là tao mà đấm một cái, vừa đấm vừa đá là mày cũng chết. Thành ra mình không đứa nào nó thấy mình hiên ngang quá nó không dám. Tuy nhiên mình còn nếu mà mình cứ ủ đủ như con gà chết thì nó bắt nạt chứ mình gặp một thằng hiên ngang. Không ai bắt nạt. Ngay cả tụi tôi những cái năm đầu tiên 40 năm về trước tôi đã làm ở trong nhà thương có người đã tính bắt nạt tôi rồi. Nhưng mà may ra là làm người rồi. Ông y tá ông bảo là đừng có đụng tới ông. Võ sư đây mà cũng bắt nạt ông. Thế về sau này tôi biết là muốn không bị bắt nạt. Tôi đem võ đường của tôi tới những lần có Christmas party. Đem võ đường tới thì thấy mấy em bé này nó đá nữa là ông thầy nó. Để cho biết luôn. Thế nó sợ quá. Vâng. Phải nói cảm ơn bác sĩ. Và trước khi hết buổi nói chuyện hôm nay thì bác sĩ có lời gì nhắn nhủ đến cộng đồng của chúng ta trong giai đoạn này khi mà màu da của chúng ta là coi như là mục tiêu, mục đích cho những người mà có một cái đầu óc kỳ thị gọi là cực đoan. Thì riêng võ đường chúng tôi đã có từng mở nhiều cuối tuần để dạy cho đồng bào, các gọi tạm gọi là các cụ, các ông, các bà. Tới tụi tôi mở được 3 lần dạy làm sao để mà khi mà bị người ta bắt nạt thì làm cách gì mà chống trả mà bỏ chạy cho thật nhanh. Tức là mình không thể nào mình ấy được thì có cách nào để mình tuột tay ra thì cái đó. Nhưng mà nếu mà thôi thì cứ ráng tập giữ gìn sức khỏe để có gì thì còn có sức mà chạy. Vâng, xem như là dưỡng sinh. Vâng, rồi hoặc là nếu mà có con em mà còn mẹ thì tôi nghĩ là nên cho đi học võ. Bởi vì đi học võ nó rẻ lắm. Vâng. Nó rẻ còn hơn là gửi cho babysit. Ngay võ đường chúng tôi có những người có đứa con nó phá quá luôn. Cứ tới đi học gửi mất cho chúng tôi. Rồi có 100 đồng tháng mà còn rẻ hơn babysit. Nó muốn học hết lớp 2 lớp gì nữa. Vâng. Nhưng mà thế là lúc cuộc ra thì thấy là cái kết quả thay nó đổi. Nó học giỏi hơn mà nó khỏe hơn mà nó đỡ phá hơn. Có tập võ nó mệt quá rồi nhà hết phá. Vâng. Cái đó rất là hay. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Vâng. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi buổi nói chuyện hôm nay. Chương trình Một Tách Trà xin hẹn gặp lại quý vị trong một chương trình khác. Xin chúc quý vị một ngày thật an bình.